Giá thanh long nghịch vụ tại tỉnh Bình Thuận hiện được thương lái thu mua với giá từ 6.000 đồng đến 8.000 đồng một ký. Trong khi đó, mọi năm, giá thanh long thời điểm này có thể lên tới 12.000 đến 15.000 đồng một ký. Với mức giá này, các nhà vườn trồng thanh long tại đây hầu hết chỉ thu hồi vốn, lỗ công chăm sóc. Giá vật tư nông nghiệp tăng cao khiến chi phí trồng thanh long vụ này cũng tăng lên. Giá thanh long thấp nhưng sản lượng phục vụ xuất khẩu cũng không cao. Nguyên nhân là do khí hậu trong vòng nửa tháng trở lại đây, mưa liên tục nên nhiều vườn thanh long tại Bình Thuận bị nấm bệnh, trái thanh long bị ảnh hưởng chất lượng.